Nasang Ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về tính từ đuôi y, triệu hiện tại và tương lai dạng lịch sự trong tiếng Nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Minasan, ja hajimemashou. Đối với tính từ đuôi y mà chia ở dạng lịch sự ở hiện tại và tương lai, chúng ta lấy tính từ đuôi y, chúng ta thêm this thôi, chưa dạng khẳng định. It is cả. Ví dụ, atarashi, bây giờ chúng ta thêm this vào cuối như thế này, atarashi this. Khi hỏi là ví dụ như là kono hon wa dou desu ka? Cuốn sách này thế nào ạ? Atarashi this, năm mới, it is cả. Chúng ta đọc nhé, atarashi this, mới. Hurui this, cũ. Muzukashi this, khó. Yasashi desu, dễ. Atsui desu, nóng. Thời tiết. Samui desu, lạnh, thời tiết. Takai desu, cao, ví dụ núi. Hikui desu, thấp. Takai desu, đắt. Yasui desu, rẻ. Isogashi desu, bận. Yasashi desu, dễ tính. Akai desu, đỏ. Aoi desu, xanh. Shiroi desu, trắng. Kuroi desu, đen. Atsui desu, nóng, ví dụ cà phê. Tsumetai desu, lạnh, ví dụ cà phê. I desu, hoặc nyoi desu, được, tốt. Warui desu, xấu. Omoshiroi desu, thú vị. Oishii desu, ngon. Mazui desu, không ngon, dở. It is cả. Và trong phần này các bạn lưu ý, khi nói về món ăn thì nó sẽ không nói oishii cái này, nó mazui desu. It is cả. Nesan mochi do lenshu shite kudasai ne. Domo arigatou gozaimashita.